Ok, chào các bạn. Hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn đăng video lên trên kênh YouTube sao cho chính xác nhất. Tuy nhiên ở cái nội dung, tùy vào nội dung của các bạn có hot hay không thì mới được đề xuất của YouTube. Thì bây giờ các bạn dùng máy tính thì mình đang hướng dẫn trên máy tính, thì các bạn sử dụng máy tính, các bạn sẽ vào trong YouTube Studio để các bạn đăng video cho nó dễ. Rồi sau đó các bạn cần vào phần nội dung. Các bạn vào phần nội dung như thế này, sau đó các bạn sẽ thấy cái biểu tượng tạo, đúng không? Các bạn tích vào đây, các bạn tải video lên, đúng không ạ? Rồi ở đây các bạn có thể tìm tới cái thư mục của các bạn chứa video này. Ok, thì đây mình đã có video đúng không ạ? Này, video này mình đặt tên sẵn cho nó luôn. Ok, rồi đây là cái các bạn sẽ kéo thả đây luôn, đúng không? Ok, ở đây các bạn có thể đặt cái tiêu đề, cái kênh, tên kênh của các bạn vào đây cho các bạn luôn. Đó, các bạn có thể copy, các bạn Ctrl C, các bạn có thể dán cái tiêu đề này vào đây, đúng không? Rồi ở đây thì nó chưa tải lên, thì hiện tại nó chưa có cái phần thu nhỏ, xíu tải lên xong sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Ở đây các bạn có thể chọn vào cái như này, đúng không? Các bạn có thể tạo một cái sách đấy. Rồi các bạn có thể tạo thêm một danh sách nữa, đúng không? Rồi đúng không? Rồi, các bạn có thể tạo rất nhiều danh sách luôn các bạn sau nhé. Rồi tiếp tục ở cái phần này, đúng không? Các cái phần này thì cài đặt tự động rồi. Mình đã cài đặt sẵn ở trong kênh rồi, các bạn không cần phải làm gì hết. Ok, ở đây thì các bạn có thể copy cái dòng này, đúng không? Các bạn dán vào đây, kiếm view ngoại. Ok, các bạn copy, các bạn dán vào đây cho mình, đúng không? Rồi các bạn có thể dùng cái công cụ này, các bạn chọn đó. Rồi ok, các bạn có thể chọn như thế này. Thế rồi các bạn nhập vào đây khoảng 500 từ. Đấy, ok chưa? Rồi, ở đây các bạn có thể đặt cái ngày quay. Ngày mai, đúng không ạ? Rồi, cái này là hướng dẫn vào cái lớp của các bạn làm cái nào cũng được. Ok, các bạn tiếp theo. Ở đây các bạn có thể thêm màn hình kết thúc vào đây. Đấy, các bạn lưu. Rồi, sau đó các bạn có thể đặt thẻ tag vào đây để đề xuất các bạn. Xuất một video danh sách của cái kênh YouTube ở trên YouTube của các bạn cái nào cũng được. Đó. Các bạn đặt được 5 thẻ này các bạn nhé. Ok, mình đặt 3 thẻ cũng được. Thì 5 thẻ các bạn sẽ đặt vào video sau. Rồi ok, các bạn nhấn tiếp theo cho mình. Rồi các bạn lưu chế độ riêng tư. Rồi ok. Đấy, nó tải lên đang xử lý được 95%. Các bạn có thể thêm tiêu đề cho nó. Đây, mình viết lại cái tiêu đề, cái phụ đề thì các bạn xem cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi, thì đây mình chỉ là thêm vào đây cho các bạn thôi, phụ đề này. Đúng không? Tiếp theo này, đúng không? Rồi thêm ngôn ngữ này, tiếng Anh này,
thêm của copy này. Đấy. Ok. Đấy. Xử lý đang xử lý chế độ HD. Ok, đã xong thì có thể các bạn chọn một cái hình thu nhỏ cho nó hợp lý cho các bạn, tùy các bạn rồi, mình nghĩ những cái này cũng ok rồi, đúng không ạ? Rồi. Mình ở đây thì mình sẽ cho nó ở chế độ công khai luôn, và các bạn có thể lên lịch cho nó, và các bạn có thể lên lịch vào ngày mai, đúng không ạ? Rồi ok, khoảng 8 giờ đi ha, các bạn có thể đặt cái chế độ